Thưa quý vị, tại miền Trung, hiện mức độ bùng phát dịch ở Đà Nẵng đang tăng rất nhanh. Qua phân tích về gen thì đây là chủng mới xâm nhập vì có đột biến gen làm tăng khả năng cảm nhiễm. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm của đợt dịch này cao hơn nếu như ở các giai đoạn trước, tỷ lệ lây nhiễm từ 1,8 đến 2,2, thì giai đoạn này tỷ lệ lây nhiễm là từ 5 đến 6, đặc biệt là đã phát hiện nhiều ca F2 bị nhiễm COVID-19. Mở đầu bản tin, chúng ta sẽ đến với những diễn biến mới nhất của dịch bệnh và công tác ứng phó tại khu vực này. Thưa quý vị, bản tin 6 giờ sáng ngày 3 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới COVID-19 tại Quảng Ngãi. Ca bệnh 621 là nữ 60 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt ho. Ngày 1 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu. Kết quả ngày 2 tháng 8 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận tổng cộng 35 ca nhiễm. Trong 9 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 120 ca, Quảng Ngãi 35, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Đắk Lắk và Quảng Ngãi 3, Hà Nội 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi 1 người. Ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Đào Tuấn đang có mặt tại Đà Nẵng để cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đây. Vâng, xin mời anh Đào Tuấn ạ. Vâng, xin được chào quý vị khán giả và chào trường quay. Lúc này thì chúng tôi đang kết nối với quý vị từ Trung tâm Y tế của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Và đây là một trong hai địa điểm mới nhất mà thành phố Đà Nẵng phải tổ chức phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài Trung tâm Y tế này thì ở một số các khu dân cư nơi mà xuất hiện các ca mắc mới cũng như là có liên quan về dịch tễ của Đà Nẵng thì thành phố đã tiến hành phong tỏa một cách rất là quyết liệt để đảm bảo cho công tác khoanh vùng, truy vết và tiến hành xét nghiệm. Đến thời điểm này, tức là sáng ngày hôm nay, thì tình hình phòng chống dịch tại Đà Nẵng tiếp tục có diễn biến phức tạp và cái công tác lớn nhất và khó khăn nhất lúc này là chúng ta khoanh vùng và truy vết, tiến hành xét nghiệm. Trong cuộc họp với Bộ Y tế vào chiều ngày hôm qua, thì Ban Chỉ huy Tiền phương phòng chống COVID-19 tại Đà Nẵng cho biết là hiện nay công suất xét nghiệm của Đà Nẵng đã nâng lên mức là từ 8.000 đến 10.000 mẫu mỗi ngày. Tuy nhiên, với cái tình hình diễn biến dịch phức tạp và yếu tố dịch tễ ngoài cộng đồng của nhiều ca bệnh thì đi lại ở nhiều địa điểm, do đó mà cái công tác khoanh vùng F1, F2 và tiến hành xét nghiệm tại thời điểm này vẫn chỉ tập trung cho những đối tượng là có cái nguy cơ lớn. Thành phố Đà Nẵng thì cũng đã tính đến phương án sẽ tổ chức xét nghiệm toàn dân. Tuy nhiên, việc này khó có thể làm được ngay, tại vì với cái năng lực xét nghiệm cũng như với cái tình hình dịch bệnh hiện nay, thì Đà Nẵng đang tập trung làm những cái công tác xét nghiệm ở những cái khu vực mà được xem là cần thiết trước. Đến ngày hôm nay thì hầu như là tất cả các cái tinh thần chống dịch của Đà Nẵng đều triển khai đã cơ bản, và một trong những hạng mục quan trọng nhất đó là bệnh viện dã chiến với công suất khoảng 700 giường bệnh tại cung thể thao Tiên Sơn thì cũng đã được tiến hành thi công khẩn trương 3 ca ngày đêm, và dự kiến là cuối tuần này thì Bộ Y tế sẽ thẩm định và chính thức đưa bệnh viện dã chiến tại cung Tiên Sơn vào hoạt động. Với việc tổ chức xét nghiệm trên diện rộng trải dài đối với các ca F1 và sẵn sàng bệnh viện dã chiến thì ngành Y tế Đà Nẵng đang tính toán là nếu có những cái diễn biến khó lường hơn thì việc vỡ trận y tế cũng như là vỡ trận các khu điều trị sẽ không xảy ra. Và những thông tin tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.